nhà nên gọi em thắng em hỗ trợ tốt cả nhà, cho nên cả nhà cứ làm việc đi rồi sẽ lên sở tốt. Còn mình khi bắt đầu nắm bắt được cái dự án em thắng đưa về thì mình thấy là về chính sách cảm ok và mình bắt đầu bắt tay ngay. Bắt đầu đầu tiên thì chưa có máy đâu nhưng vẫn chia sẻ cho mọi người để đi nên dùng thử máy chỗ em thắng đặt ở bên chỗ 36 Phạm Nguyễn Văn Ngọc, thì mọi người đến trải nghiệm dần dần thì 1 2 ngày thì mọi người mua máy và cứ thế, và mọi người quan trọng là cái sản phẩm nó tốt nên mọi người dùng thử và có kết quả là mọi người mua máy thôi, chứ sản phẩm này nó không có như là sản phẩm thực phẩm chức năng. Sản phẩm chức năng thì mình cho họ dùng thì mình không có để cho họ dùng thử, cho nên là cái này là sản phẩm biết nói, cho nên là chúng ta cứ chịu khó chia sẻ lan tỏa thì nó sẽ thành công thôi. Mà tìm được mỗi bên một người làm việc tốt là mình có thể thành công được rồi, chứ nó không khó khăn như những cái sản phẩm khác. Đấy, với mình là như thế chứ không biết có giỏi giang gì cả. Người rất bình thường thôi ở nhà, thế nên là người bình thường như mình cũng làm được thì chắn là các bạn sẽ làm được. Ok, cảm ơn chị Tuấn rất là nhiều. Mọi người nhìn thấy không ạ? Một lời chia sẻ rất là chân tình. Cái ngày đầu tiên mà em Thắng chia sẻ cái cơ hội này cho chị Tuấn ấy, chị Tuấn cũng là một leader của một công ty khác. Và chị đấy chị rất là băn khoăn và nghi ngờ những sản phẩm như này. Nhưng mà chị đấy vẫn quyết định làm việc, đó là rất là tin tưởng em Thắng. Thì em Thắng có nói là gì ạ? Chị em mình làm đi, nhưng bây giờ chưa có sản phẩm đâu. Từ cái ngày mà lúc mà chị em mình gặp nhau lúc đấy làm là chưa có sản phẩm, vẫn đi chia sẻ. Sau đó là gì? Cứ kết nối dần. Sau đó là chị Thuần cũng là cái người mà đứng thứ ba khi mà gì ạ, trở thành One Star Code. Phải nói thật mọi người là lúc mới đầu thì mọi người biết rằng là làm kinh doanh đấy không phải ai cũng sẵn tiền đâu. Lúc mà chúng ta có rất nhiều tiền có lúc không có đâu. Bản thân em Thắng này cũng phải đi vay tiền để mua 4 sản phẩm. Bản thân chị Thuần cũng phải đi vay tiền. Và chị Thuần có tiền không? Và chị duy nhất là có 25 triệu 500. Và thế thì đấy là chị còn may mắn hơn em, là em lúc đấy khởi nghiệp là còn không có đồng nào, nhưng em vẫn quyết tâm làm. Tại vì em nhìn thấy cơ hội, và rất là nhanh chóng là hai chị em đều là lên One Star Code. Và trong hệ thống của em Thắng trong tháng này thì ít nhất có phải ít nhất là 2 người hoặc 3 người lên One Star Code rồi. Có nghĩa là mọi người hình dung rằng là với cách làm này nó chỉ đơn giản, đó là chúng ta kiên trì và kiên trì chúng ta làm thôi. Đó, mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Ở đây ai muốn lên One Star Code, mọi người hãy comment thật nhiều số 8 được không ạ? Và mọi người sẽ học tập chị Thuần thật nhiều nhé. Một người phụ nữ rất là chân chất và chỉ có chịu khó đi chia sẻ, cứ chia sẻ một một thôi. Chị Thuần chưa biết chia sẻ Zoom cho ai cả. Chị Thuần cũng không biết nói chuyện làm sao cho nó logic và hay như em Thắng, nhưng chị Thuần vẫn có thể làm được. Em tin tất cả mọi người chúng ta đều có thể làm được, chỉ chúng ta có niềm tin thôi. Đó, cả nhà cùng comment chúc mừng chị Thuần đi ạ. Và bây giờ em muốn hỏi một câu nữa là chị Thuần, trong thời gian vừa rồi chị làm thì tổng bây giờ chị đã giới thiệu trực tiếp được bao nhiêu người ạ? Từ hôm mình làm đến giờ thì tổng giới thiệu trực tiếp được 7 người. 7 người. 7 người thôi. Đúng rồi. Người Thế có 7 người thôi bảy người thôi đúng làm. không? 7 người thôi cả nhà ơi. Có 7 người thôi ạ. 7 người thôi, nhưng chị đã tạo ra được cái việc đó là One Star Code rồi. Và mọi người biết rằng là khi chúng ta tuyển dụng trực tiếp ở công ty này nhiều á, thì chúng ta được đi du lịch miễn phí toàn cầu là liên tục. Ví như em Thắng với chị Thuần là ngày 15 đến ngày 18 này là đi sang Malaysia, và là rất là vinh dự là được gặp trực tiếp Jenny Ma là CEO của tập đoàn. Mọi người biết rằng là rất là vinh dự. Thứ hai nữa là tháng 9 thì chị em lại tiếp tục bay sang Jakarta, Indonesia. Đến tháng 10, tháng 11 lại tiếp tục lại bay sang Macau, Đài Loan, xong lại đi sang Hàn Quốc và Nhật Bản, đi trên cái du thuyền. Mọi người biết rằng là nếu như ở đây chúng ta được được gọi là cứ giới thiệu trực tiếp nhiều, chúng ta sẽ được rất nhiều cái cơ hội để chúng ta có thể là đi du lịch vòng quanh thế giới luôn đấy. Rồi cả nhà B có câu hỏi này. Sau cái phần câu hỏi thì em Thắng sẽ show cho mọi người cái cách để mọi người thấy rằng là đăng ký một thành viên mới vào đây là như thế nào nhá. Cả nhà muốn muốn xem cái Thắng đăng ký thành viên không ạ? Thắng chỉ đăng ký thành viên này là Thắng ngày mai là có được thêm là bao tiền ạ? À, hệ thống của Thắng sẽ có những người đạt và thu nhập là gì ạ? A 375 đô là cân tầng và trực tiếp là được 75 đô. Còn những người khác có thể là được gián tiếp là được là gì ạ? 11 đến 13% PV. Đó, còn rất nhiều cái thứ nữa. Rồi còn Thắng ơi, thế chị dạ hỏi vâng. chị Thuần tí. Em xin mời chị Tạ Nghị Thị Ngọc San đưa câu hỏi cho chị Thuần ạ. Xin chào Little Thắng đẹp trai và rất nhiệt tình. Xin chào chị Thuần và cả nhà mình.
Em là Ngọc Xoan, em đang ở Vũng Tàu. Em cũng được bạn Thắng hỗ trợ.